người đến gần cửa thành thì gặp người ta đang thiêng kim chôn người con trai duy nhất của một bà quan kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác như mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa được lòng thương và bảo bà rằng: đừng khóc nữa. Đoạn tiến lại gần, người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ người phán: hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói, rồi người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: một tiên tri cao cả xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người, và việc này đã loan truyền danh tiếng người trong toàn cõi Judea và khắp vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: đừng khóc nữa. Kính thưa cộng bà của bố, có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi thượng đế rằng: họ nói là ngày mai người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này? Thượng đế đáp: trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một vị. Thiên thần của con sẽ đỡ con và săn sóc con chu đáo. Đứa bé lại nghĩ: nhưng này con không phải làm việc gì ngoài việc gì và vui cười hạnh phúc chứ? Thượng đế đáp: thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc. Đứa bé lại hỏi: và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến? Thượng đế trả lời: thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe. Đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói. Con nghe nói chỗ trần gian lắm kẻ xấu xa, ai sẽ bảo vệ con? Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người. Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy ngày nữa. Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về ta và dạy con cách thức quay về với ta, dù rằng ta luôn cận kề con. Vào giây phút đó, ở nơi thiên đàng an bình, nhưng người ta cũng nghe thấy tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, biết là thời giờ đã đến. Đứa bé vội vàng hỏi thượng đế: thưa ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con. Thượng đế trả lời: tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là mẹ. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, thiên chức là thiên thần bảo trợ được thượng đế ủy thác cho các người mẹ ở trần gian. Thánh Monica là người đã hoàn thành sứ mạng thiên thần mang tên mẹ, theo hình ảnh tiêu biểu để cho các người mẹ trần gian noi theo trong sứ mạng thiên thần bảo vệ con thơ trên trần thế. Quả thực như vậy, thiên chức là thiên thần bảo trợ thượng đế đã ủy thác cho những người mẹ ở trần gian. Người mẹ được làm mẹ đó là một vinh dự của người phụ nữ. Vì thế Liên Hiệp Quốc đã xác định rằng tương lai thế giới nằm trong tay các bà mẹ. Mẹ là bảo tặng vô giá Thiên Chúa ân ban cho nhân loại.
chúng ta đã nghe trong bài sách Luận Cao hôm nay các tục về người vợ hiền. Người vợ hiền chính là người mẹ hiền. Một người vợ hiền là gia sản quý giá, là sẽ được ghi vào số những kẻ kính sợ Thiên Chúa, sẽ mang lại cho người chồng những công đức. Và hôm nay chúng ta nghe trong bài kinh mừng Thuận Tài, khi Chúa Giêsu đến thành Na-in thì gặp người ta đang thiêng đi chôn người con trai duy nhất của mộ bà quan, và có đám đông dân thành bị đưa sát với mẹ đó. Nhưng chúng ta thấy rằng kinh mừng Thuận Tài trong rất nhiều người đưa ra, và kể cả cái nhân vật nổi bật nhất ở trong đám đó là người thanh niên nằm trong mộ quan tài. Đấy là điều mà mọi người cùng đến của họ và đưa đi chôn. Thế nhưng mà Chúa Giêsu như không màng đến bất cứ ai, cũng chẳng màng đến ngay cả cái quan tài ở giữa mọi người mà mọi người đang hướng về và đưa đi chôn, mà Chúa Giêsu hướng về người mẹ bà quan. Bà quan này đang khóc, đang thương tiếc cho đứa con duy nhất của mình đã chết. Chứ chỉ quan tâm đến một bà và chú động lòng thương vào bà ba rằng đừng khóc nữa. Như vậy chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã quan tâm đến người mẹ, nhất là những người mẹ đau khổ. Trong phần dẫn đầu thánh lễ, chúng ta nghe thuật lại cuộc đời của thánh nữ Monica. Để không mất thời giờ, tôi xin không nhắc lại chi tiết, mà chỉ xin nhấn mạnh rằng thánh nữ đã khóc cả nước mắt vì chồng, vì con. Chồng con của bà không thể được phát đạt nếu không có lòng tạo đức sốt sáng và lòng tin thẳng vào Chúa của bà. Thánh nữ đã chịu nhiều đau khổ nhưng vẫn một lòng tin thác vào Chúa. Lời cầu nguyện của thánh nữ đã được Chúa nhận lời mà phải nặng lần cuối đời mình khi người con cuối cùng Agostino trở lại, và đúng như lời thánh bình gieo trong nước mắt gặp trong những người. Sau những thử phúc thật dài thật lâu, mẹ hiền Monica đã được Chúa thương thực hiện những gì ngài cầu xin mà nhiều người cứ tưởng là vô vọng. Như thế cho cũng đoái thương đến mẹ Monica như khi xưa đoái thương đến bà quả mẹ Na-in. Và hôm nay chúng ta mừng lễ mẹ Monica bởi mẹ đã trở nên gương mẫu cho các bà mẹ Công giáo, và mẹ đặc biệt nêu gương qua hai cái vai trò: một là người vợ hiền, hai là người mẹ hiền. Trước hết là người vợ hiền. Người vợ hiền sưởi ấm gia đình tùy thuộc con cái, như mặt trời mọc lên sưởi ấm thế nào, người vợ cũng làm cho mọi thành viên trong gia đình cảm nhận được tình thương yêu hòa hợp. Monica đã sống nhẫn nhục yêu thương cùng cùng chồng không làm gì, và luôn dâng lên Chúa những lời kinh cầu nguyện trong nước mắt cho chồng. Hạnh phúc cho Monica khi thấy người chồng của mình được ơn trở lại. Và Monica cũng là người mẹ hiền. Hạnh phúc gia đình là một cây xanh tươi cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Đó là trách nhiệm của vợ chồng và con cái. Tuy nhiên người mẹ luôn là trái tim của gia đình, là trung tâm điều hành mọi sinh hoạt của gia đình, là nơi mọi thành viên để cần đến để nương tựa và tìm được sự bồi an. Với trái tim mang hình ảnh của một người mẹ hiền và trả ánh tình yêu quảng đại vô quyền lợi của Thiên Chúa, những người mẹ có khả năng thẩm thấu của lòng người, hấp dẫn Chúa, chinh phục chồng con và có khả năng biến đổi cả thế giới này. Mẹ Maria đã sống tầm một người mẹ hiền lành, hiền lành khi phải đối diện với những người con khó tính, muốn làm được ý mẹ mình, làm những điều đau phiền lòng mẹ mình. Yêu ơn, biết ơn mẹ mình về sự hiền lành, nhẫn nhục, kiên trì và về niềm tin vững vàng. Thánh Agostino đã kể lại: tôi đã làm nước mắt mẹ tôi chảy nhiều như dòng suối. Mẹ đã khóc rất nhiều nhưng không là
Một vị giáo hội đã gửi mẹ tôi và nói rằng: con bà không hư đâu, vì Chúa nhìn thấy nước mắt của bà. Một người mẹ đã khóc nhiều và cầu nguyện kiên trì cho con mình, thì người con không bao giờ hư mất. Hôm nay chúng ta hướng về các bà mẹ và các mẹ đang trọng trách trong gia đình của mình. Chúng ta cầu nguyện cho những bà mẹ được dễ đến những người vợ hiền, những người mẹ hiền thật sự, để làm cho gia đình mình được ấm cúng vận mạng, làm cho thế hệ quan trọng trong gia đình và trong giáo xứ được vẻ vang. Để kết thúc, tôi xin được hỏi hỏi qua tâm tình của Đức Giáo Hội Sáu Quận sau khi lễ khởi công xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ Yêu Quý. Trong phần cuối, Đức Cha đã dặn dò rằng: lòng thương xót cảm biến được trong tâm hồn cần được làm cho lan tỏa ngay trong gia đình để chảy tràn lan ra mọi nơi. Gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa đồng hành với gia đình trẻ. Xin các gia đình, nhất là các gia đình trẻ, hãy luyện tập để đối xử với nhau bằng lòng thương xót, biến gia đình thành nơi có chất lòng thương xót, và nhờ đó các sức nào cùng toàn thể giáo phận chúng ta sẽ trở thành thánh địa của lòng thương xót. Chúng ta cầu nguyện cùng mẹ Thánh Monica cho các bà mẹ, đặc biệt các bà mẹ đang gặp đau khổ, xin nhìn vào gương của thánh nhân để chúng ta tinh thần kiên nhẫn và với lòng yêu thương chúng ta thực hiện ý định của Chúa để gia đình chúng ta được hạnh phúc ấm êm. Giờ đây xin kính mời các bạn đứng lên hiệp chung trong lời.